Để trả lời câu hỏi là vườn tâm hồn là gì thì anh chị sẽ vào cái trang website đó là vườntâmhồn.vip. Và khi vào đây thì cái trang chủ đây đầu tiên đó, đây là cái bộ vườn tâm hồn, là một cái bộ công cụ phát triển nhân cách và thói quen thành đạt dành cho cái gia đình có con từ độ tuổi 0 cho đến 14 tuổi. Và trong đây thì anh chị sẽ xem đầy đủ các cái thông tin về bộ sản phẩm vườn tâm hồn. Tại sao gọi là một cái bộ sản phẩm vườn tâm hồn? Thì bởi vì nó có rất là nhiều các cái sản phẩm nhỏ trong bên trong đấy. Nó bao gồm audio nè, video nè, rồi bộ thẻ in bên ngoài nè, nó gồm tranh nè. Đó, và có rất là nhiều cái dòng sản phẩm được cập nhật ở trên app Vườn Tâm Hồn. Để mà dùng thử app Vườn Tâm Hồn thì anh chị sẽ vào cái chỗ dùng thử ở đây để chúng ta tải về. Cái cách làm sao mà để anh chị mua Vườn Tâm Hồn với giá thấp nhất, đặc biệt là cái chính sách hỗ trợ mua chung dành cho các mẹ ở các cái tỉnh thành, thì khi mà cái điều kiện kinh tế của mình chưa có được cao á, thì chúng ta sẽ được hỗ trợ ghép chung với nhau. Tức là khi anh chị muốn mua một bộ Vườn Tâm Hồn đầy đủ với một cái mức phí vừa phải thì chúng ta sẽ được hỗ trợ ghép chung. Thì anh chị sẽ vào cái phần sản phẩm, ở trong đây thì anh chị sẽ xem các cái thông tin về sản phẩm. Đây là cái câu hỏi thứ hai mà rất là nhiều cha mẹ hỏi, đó là mua chung thì như thế nào. Mình hiểu đơn giản là mua chung là mình được ghép với một gia đình khác. Một cái tài khoản mặc định của Vườn Tâm Hồn á, thì là sử dụng cho 4 thiết bị. Khi chúng ta mua chung thì chúng ta sẽ được sử dụng cùng một cái tài khoản và mỗi gia đình được sử dụng 2 thiết bị. Thông thường thì các gia đình chỉ sử dụng 2 thiết bị, cho nên cái chính sách ghép chung này thì các mẹ rất là thích. Còn nếu mà chúng ta có điều kiện tốt hơn thì chúng ta sẽ mua một cái tài khoản riêng, thì chúng ta sẽ được cấp theo cái tài khoản riêng sử dụng cho 4 thiết bị, thì mình có chia sẻ cho người thân sử dụng gì đấy. Thì anh chị sẽ vào trong cái phần sản phẩm nha. Ở đây chúng ta có phần nghe thử, nếu mình không muốn tải app thì mình cũng có nghe thử. Nghe thử. Rồi ở đây là cái thẻ, thẻ mềm song ngữ ở trên app mà được chụp lại đây nha. Chị sẽ thấy nó nằm ở phần rút thẻ đó, và có thẻ mềm song ngữ như thế này. Thì đây có 3 cái gói để mà hỗ trợ cho các mẹ mua chung với giá thấp nhất. Cái gói đầy đủ nhất chính là gói 4 sản phẩm. Gói số 1 bao gồm 50 audio kit cho con yêu. Audio kit này có giọng miền Nam và miền Bắc. Nếu anh chị ở miền Bắc thì được ghép với gia đình ở miền Bắc, ở miền Nam thì được ghép với gia đình ở miền Nam. 50 audio dành cho gia đình. Đây là cái gói dành cho các gia đình mà có con từ 6 tuổi trở lên. Cái thứ ba đó là 50 thẻ thần kỳ Vườn Tâm Hồn song ngữ. Cái hình này nãy anh chị nhìn thấy đó, thì nó nằm ở trên app. Thay vì mình mua thẻ in rời bên ngoài thì chi phí nó sẽ cao, thì chúng ta xem học ở thẻ trên ứng dụng. Và cái thứ tư đó chính là 50 video kit cho bé yêu, cũng ở trên app Vườn Tâm Hồn. Thì đây là cái gói mua chung đầy đủ nhất. Và gói mua chung này được hỗ trợ thì còn có 990.000. Tương tự hình thức mua chung thứ hai, là gói thứ hai đó chính là 3 sản phẩm, tức là mình bỏ cái sản phẩm thứ 4 này ra, là 50 video kit cho bé yêu mình bỏ ra, thì còn 3 sản phẩm thì là 790.000. Và với các gia đình thì có con lớn hơn rồi, cho nên là từ 6 tuổi trở lên rồi, thì lại mua cái gói thứ 3 đó là chỉ có 1 sản phẩm thôi, thì là đây là 50 audio gia đình. Tương ứng 3 cái sản phẩm này thì anh chị có thể xem cái hình ở trên đây. Đây là cái hình đây. Thì tương ứng đây là audio kit cho con yêu, giọng miền Nam, miền Bắc đây. Audio gia đình nó nằm ở chỗ số 2 đây. Rút thẻ thần kỳ nó nằm ở chỗ cái phần rút thẻ. Và video thì nó sẽ nằm ở phía sau cái khóa học này. Khi mà anh chị mua bộ Vườn Tâm Hồn thì đây là các cái quà tặng kèm theo. Quà tặng nó có 4 cái quà tặng, đây là những cái file mềm gửi qua email. Ngoài ra còn một cái bộ audio rất là đặc biệt, đây là audio theo cái phương pháp thủ thỉ cùng con của giáo sư Shichida người Nhật Bản và NLP. Chắc là anh chị cũng đã biết được cái phương pháp 5 phút thủ thỉ cùng con và cái ôm 8 giây của ông Shichida rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta có một cái bộ audio kèm theo này nữa. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì anh chị cứ comment cái câu hỏi bên dưới video này, hoặc là nhắn tin qua Zalo theo
theo số điện thoại là 0937 418 268.